Xin chào, và xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang lắng nghe nội dung Sunday Talk. Và dịp này là Monday Watch, buổi tối chủ nhật hàng tuần, và chúng ta đang sắp sửa bước vào những phiên giao dịch đầu tiên của quý cuối cùng trong năm 2023, cũng như là những phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. Và đây được dự đoán là một trong những tháng có khả năng xuất hiện cái sự bùng nổ lớn nhất trong năm. Lý do tại sao? Thì trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các anh chị nhé. Rồi, hiện tại thì chúng ta đang khởi động cho buổi livestream tối ngày hôm nay. Cho nên như thường lệ thì mình sẽ test âm thanh cũng như là hình ảnh và dành một vài phút đầu tiên để chúng ta kiểm tra hết mọi thứ ổn định và say hi với tất cả những anh chị đang có mặt cho buổi tối ngày hôm nay. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung chính của chương trình anh chị nhé. Rồi, hiện tại thì mình đang chào đón những thành viên, những khán giả đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay các anh chị. Và các anh chị cũng đừng quên ủng hộ cho nội dung của kênh bằng cách nhấn vào nút like ở bên tay phải màn hình của các anh chị đó, để chúng ta show cái support cho kênh ạ. Và mình thấy được cái sự thích thú của các anh chị với nội dung mà kênh đem lại vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần, với mục đích là chúng ta học những cái kiến thức về đọc biểu đồ và chúng ta lên kế hoạch cho những cái phương án giao dịch của tuần tiếp theo. Thì đó là cái mục đích duy nhất của kênh khi mà xuất hiện vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần cùng với các anh chị ha. Mặc dù đây là một kênh YouTube, đến thời điểm hiện tại là chỉ có một video và một buổi tối chủ nhật livestream cùng với các anh chị thôi, thì cái mật độ ra video của kênh tương đối là khá thấp nếu như mà so với rất là nhiều những cái kênh YouTube của rất là nhiều YouTuber nổi tiếng khác làm về thị trường chứng khoán, về stock, về forex, về thị trường tiền số, thì có thể là xuất hiện video hàng ngày. Nhưng mà mục đích của kênh là muốn focus vào cái kiến thức, đó là cái quan trọng nhất để giúp cho chúng ta có thể chiến thắng và sống sót được trên cái thị trường này, và chúng ta trải qua những cái giai đoạn mà chúng ta học hỏi đó. Chỉ bằng cách như vậy thì chúng ta mới thành công được. Thì với mục tiêu như vậy thì cái số lượng video ra nó tương đối là hạn chế, để tập trung vào cái chất lượng của video đó các anh chị. Thì các anh chị theo dõi kênh trong suốt thời gian qua chúng ta cũng đã biết điều này rồi ha. Rồi, thì tối ngày hôm nay cái nội dung của chúng ta đó, nó quay trở lại một cái chủ đề lâu nay chúng ta đã từng làm vào mỗi tháng, đó là cái Monthly Watch. Và đây là số Sunday Talk 170 các anh chị. Monthly Watch là một series mà trong cái buổi livestream này mình sẽ dành khá là nhiều thời gian để cùng với các anh chị nhìn lại những cái cấu trúc nến ở trên khung tháng. Tại vì Monthly các anh chị, nó không phải là weekly, không phải là daily mà chúng ta hay sử dụng để chúng ta phân tích, mà đây là khung tháng. Vì khung tháng á, nó có thể giúp cho chúng ta định hướng được cái thị trường cho nhiều tháng tiếp theo, và từ đó giúp cho rất nhiều anh chị không có thời gian day trade mà chỉ có đánh trung hạn hoặc là thậm chí là đầu tư dài hạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái hướng đi của thị trường một cách rõ ràng hơn thông qua những cái biểu đồ trên khung tháng. Đó là cái mục tiêu của cái buổi tối ngày hôm nay các anh chị ha. Rồi, ở đây thì mình xin phép say hi với một vài anh chị đã có mặt rất là sớm cho buổi tối ngày hôm nay ha. Bạn Kim, anh David Nguyễn, anh Johnny Đào, hello anh chị Francis Nguyễn, OG Dreamy Bad. Rồi, mình đã thấy những cái ticker đầu tiên trong cái phần bình luận của các anh chị rồi. Thì mình cũng biết là khán thính giả của chúng ta tham gia vào những cái buổi livestream này, ngoài cái việc nghe những cái bình luận cá nhân của mình đó, thì mình rất là mong được nhận những cái câu hỏi từ các anh chị về bất kỳ một cái ticker nào đó mà các anh chị quan tâm.
thì đó cũng là cơ hội để mình có thể là giao lưu, trao đổi cũng như là phân tích những cái cổ phiếu đó, và biết đâu được nó sẽ giúp cho những anh chị khác muốn hỏi những câu hỏi đó nhưng mà không ngại không hỏi, thì có thể là cách để mình trả lời gián tiếp cho những anh chị khác ha. Cho nên chúng ta đừng có ngại và chúng ta cái nhanh tay chúng ta đặt những câu hỏi đó để chúng ta có thể nhận được câu trả lời sớm nhất có thể các anh chị. Rồi, Francis Nguyễn, anh chị Hiền Nguyễn. Rồi, hello chị Thủy Đặng, chị Phượng Lê hay Phương Lê gì ha? Bạn Minh Watch, Giao Giao, anh chị Thủy Đặng. Rồi, anh Larry Cao. Về con UBST. Ok, chắc chắn là con này sẽ được phân tích cho buổi tối ngày hôm nay. Rồi, chị Mai Trần có hỏi về PLTR, hỗ trợ kháng cự nằm ở đâu trên khung Whitley. Ok, anh Hoàng Nguyễn thì nhờ mình xem về con SOM, là một cái cổ phiếu về Energy Price ha. Rồi, bạn Thương Lê thì muốn hỏi về cổ phiếu Apple. Anh Tân Nguyễn thì hỏi về TSM. Như vậy là cho đến lúc này mình đã nhận được khá khá là nhiều câu hỏi rồi các anh chị. Khá là nhiều câu hỏi rồi. Và có lẽ là số lượng câu hỏi này chúng ta sẽ mất khá là nhiều thời gian để chúng ta trả lời ha. Đầu tiên thì mình sẽ cố gắng là wrap up lại cái phần trình bày cá nhân của mình với một số cái ticker mà mình đã chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay, cũng như là cái quan điểm về thị trường của mình cho những tháng tiếp theo, đặc biệt là trong cái tháng 10 này nè các anh chị. Thì ở đây chủ đề của chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình đó là về cái khả năng mà thị trường chuẩn bị đón chờ cái tháng giao dịch bùng nổ nhất trong năm 2023. Và cái điều này nó dựa vào đâu các anh chị? Thì ở đây mình sẽ show cho các anh chị một cái dữ liệu ha để chúng ta hình dung. Đây là cái biểu đồ trên khung tháng. 1M là khung tháng các anh chị. Mỗi một cái cây nến như vậy á là nó tượng trưng cho một tháng giao dịch. Thì cái tháng 9 vừa rồi của S&P 500 thì chúng ta thấy là đây là một cái tháng điều chỉnh rất là mạnh. Và chúng ta chuẩn bị bước vào cái tháng 10. Như vậy thì tháng 10 quay trở về năm 2022 á, thì cái tháng này là S&P 500 tăng rất là mạnh. Ở đây thì chúng ta có thể dùng cái công cụ ở trên TradingView và chúng ta tính toán được là nó đã tăng xấp xỉ là trên 7% trong tháng 10, tính từ lúc mở cửa cho tới lúc kết thúc cái cây nến cùng tháng đó. Đó là vào tháng 10 2022 các anh chị. Quay trở về tiếp một tháng, một năm nữa đó, đó là tháng 10 năm 2021, thì cây nến của tháng 10 á thì chúng ta nhìn thấy là cây nến của tháng 9 nó cũng giảm, và cây nến tháng 9 2022 cũng giảm, và bây giờ đến tháng 9 2023 thị trường cũng giảm với cây nến rất là mạnh các anh chị. Vậy thì chúng ta quay trở về 2 năm trước là 2021, thì tháng 10 này á, nó cũng tăng rất là mạnh, mặc dù là cái tháng 9 trước đó của nó đó thì thị trường á, phải nói là rớt sấp mặt luôn các anh chị, rớt rất mạnh. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể tính toán được là cái lịch sử của tháng 10 năm 2021 là thị trường đã tăng hơn 6%, sắp xỉ là 7% các anh chị. Đó là chúng ta đã quay trở về 2 năm trước ha. Thì cả 2 năm này đều có tháng 9 và tháng 10 giống như nhau. Và bây giờ 2023 thì nó đã đi được 50% cái kịch bản của 2 năm trước rồi. Rồi còn những năm về trước đó nữa thì sao các anh chị? Cái này là giai đoạn của tháng 9 và tháng 10 năm 2020, tức là cái năm mà chúng ta có cái pandemic, tức là cái dịch đó các anh chị. Thì tháng 9 là cũng giảm và tháng 10 thì giảm nhẹ một chút xíu, nhưng mà sau đó thì toàn bộ tháng 11, tháng 12 rồi lên tới là qua năm sau luôn đều tăng rất là tốt. Như vậy thì chúng ta có một cái kết luận như sau các anh chị. Nếu mà tính từ 2020 cho đến nay đó, thì ở cái giai đoạn tháng 9 và tháng 10, đặc biệt là cái tháng 10 á, là cái tháng mà thị trường nó hình thành một cái đáy trong trung hạn và thậm chí là có thể dài hạn luôn. Như năm 2021 là thị trường nó form cái đáy đó. Và đây là cái thời kỳ có pandemic, chính phủ bơm tiền vô rất là nhiều.
Cho nên cái giai đoạn đó là thị trường stock nó rất là bùng nổ, thì đó có thể là một cái năm đặc biệt. Thì từ năm đó trở đi đó các anh chị, toàn bộ những cái vùng tháng 9 và tháng 10 đó là đều là một cái chu kỳ tăng giá. Như cái năm 2021 thì tháng 9 và tháng 10 cũng tạo ra một cái đáy, và cái đỉnh á, là nó được lập vào đầu tháng 1 năm 2022. Thì chúng ta thấy đây là một cái chu kỳ tăng 3 tháng liên tiếp. Qua tới năm 2022 cũng vậy, thì tháng 10 2022 thị trường cũng tạo đáy, và từ đó cho đến nay các anh chị là thị trường chỉ có tăng thôi chứ không giảm. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái giai đoạn tính theo tháng á, thì từ tháng 10 2022 đến bây giờ market vẫn chưa có kết thúc cái uptrend của nó. Nếu nói đúng ra là như vậy các anh chị, bởi vì chúng ta chưa biết được là cái này có phải là đỉnh nó hay chưa, nó vẫn có thể tạo một cái đỉnh mới cao hơn nữa các anh chị, và thậm chí có thể nói về cái all time high luôn. Thì cái này á là cái ý mà mình muốn chia sẻ về cách nhìn biểu đồ trên khung tháng. Nếu mình nhìn trên monthly thì đây là một cái thời điểm mà chúng ta rất kỳ vọng cho một cái nỗ lực đảo chiều hoàn toàn cái kết quả của tháng 9 và tháng 10. Nó mắc cúp lại, nó cover lại cái loss của tháng 9, và chúng ta cũng chỉ cần như vậy thôi. Còn các cái tháng 11, tháng 12 thì chúng ta còn rất là nhiều những cái số Sunday talk tiếp theo để chúng ta cùng nhau thảo luận và phân tích. Thì cái này là cái bức tranh tổng diện toàn diện ở trên khung tháng mà mình muốn các anh chị nhìn ra ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn xuống một cái khung thời gian nhỏ hơn, đó là khung tuần các anh chị. Và khung tuần hiện nay chỉ cần các anh chị xài một cái công cụ rất là đơn giản của TradingView, đó chính là cái đường trendline, và chúng ta nối các cái đáy lại với nhau. Thì hiện nay á là ba cái điểm đáy của khung tuần á là nó đều thẳng tắp hết và nó đi rất là mượt các anh chị. Nó cho chúng ta thấy rằng á là cái diễn biến của tuần vừa rồi thì theo cái nhận định của Fire Trading cách đây khoảng một tuần, nếu mà các chị vẫn còn nhớ, thì trong cái số Sunday Top 169 á, mình có nói điều gì các chị? Mình nói rằng á, là thị trường vẫn chưa có tạo đáy, và rất có thể là chúng ta không có nên bắt dao rơi, bởi vì cái downtrend nó đã có cái dấu hiệu nó tái khởi động. Nỗ lực bắt dao rơi là một cái lựa chọn khá là tồi. Thì cho đến sau một tuần giao dịch thì cái S&P 500 nó vẫn đang điều chỉnh thấp hơn so với cái tuần liền kề. Nhưng mà liệu rằng á, cái sự điều chỉnh này nó có còn tiếp nối nữa hay không, và nó đi xuống nữa hay là nó sẽ dừng ở đây. Thì bây giờ chúng ta đang có một cái setup dựa trên cái đường trendline này, và nó cho chúng ta một cái phương án giao dịch trông có vẻ là khá là hấp dẫn các anh chị. Như vậy thì trong tình huống này S&P 500 đang ở trong một cái vị thế tốt, và theo mình á, với cái vị thế này đó thì chúng ta thấy cái áp lực bán vào ngày thứ sáu vừa qua đó, với cái khối lượng là nó tăng lên là 115 triệu share trong một ngày, thì đây có phải là một cái dấu hiệu để thị trường tiếp tục đi xuống hay là không? Đó là chúng ta nhìn trên khung ngày thì chúng ta thấy là hiện nay là downtrend nó vẫn đang tồn tại và nó vẫn đang tiếp diễn. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang khung tuần thì như mình nói các anh chị đó, đây là một cái đường trendline. Cái đường trendline này đó các anh chị, chỉ có khi nào á, mà nó bị phá vỡ ở bên dưới một cái vùng giá nào đó, theo mình là khoảng chừng là dưới 420 đi, thì có lẽ là cái đường trendline này nó sẽ bắt đầu gặp trục trặc. Mặc dù cái việc mà nó phá xuống một vài điểm á, nó chưa có nói lên được toàn bộ cái vấn đề, vì cái cách mà chúng ta vẽ đường trendline đó nó cũng chưa có đảm bảo là chính xác 100% theo cái nhìn nhận của market, bởi vì market thì nó rất là vô chừng các gì, đặc biệt là những cái đường trendline mà do chúng ta vẽ như thế này nữa thì nó có thể xuống xê dịch vài điểm là điều rất là bình thường. Cho nên hiện nay á, là mình đánh giá đó là cái xác suất mà spy nó đi lên tiếp là cao hơn. Bây giờ chúng ta hãy nhìn qua một chút xíu ở cái future. Thì hiện nay này các anh chị, cái future của chúng ta đó, US 500 và US 30 á, cái Dow Jones á là đang up là khoảng 0.5, 0.6%.
vì cái thông tin là chính phủ đã được cứu trợ, mình nói vui là cứu trợ trong vòng là 45 ngày, 45 ngày ha, sau khi mà đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đó đạt được một cái thỏa thuận trong ngắn hạn là sẽ phân cho cái government để avert cái shutdown, khả năng mà đóng cửa chính phủ, nhưng mà chỉ diễn ra trong 45 ngày thôi. Thì hiện nay là market đang có một cái sức hồi phục dựa theo cái thông tin này, thì ngày mai khả năng sẽ là một cái phiên gap up, và chúng ta hãy xem thử là cái phiên gap up này nó có thực sự ủng hộ cho cái chu kỳ biến động đi lên ngay lập tức của S&P 500 từ đầu October, tức là từ đầu của cái tháng 10 luôn hay không. Thì theo quan điểm cá nhân của mình đó, tổng hợp lại tất cả những gì mà đã trình bày cho đến lúc này về S&P 500 đó các anh chị, thì mình ủng hộ cho cái phương án là thị trường đã tìm thấy đáy trong ngắn hạn, và có thể là cái đáy thấp nhất của quý 4 2023. Thế thì trong tháng 10, 11 và 12, nhiều khả năng là SPY nó sẽ không có tìm lại cái vùng đáy là tầm 420, 422 ở đây nữa, mà từ đó nó sẽ đi lên thẳng luôn. Và cây nến của tháng 10 đó các anh chị, hiện tại là cây nến của tháng 10, nếu mà chúng ta vẽ đó, thì ngày mai nến của tháng 10 sẽ open đó, ở đâu đó là khoảng chừng là 429, 429 chấm mấy. Đây là một cái sự khởi đầu tốt cho cây nến của tháng 10. Và chúng ta nhìn lại á, thì cái tháng 10 của 2022 á, thì cái nến của tháng 10 nó cũng có cái sự khởi đầu như vậy. Và sau đó nó xuống, rồi sau đó thì nó kéo ngược lên, nó hồi phục một cách hoàn toàn luôn. Và tiếp theo cái chu kỳ tăng giá của nó cho đến là cái đỉnh hồi tháng 7, cách đây 2 tháng vừa qua. Thì tự chung lại, thì đó là cái nhận định của mình ha. Bây giờ thì mình sẽ đưa ra những cái con số mà nếu như mà mình đánh, thì cái kế hoạch của mình là sẽ đánh như thế nào. Let's say ngày mai SPY nó tiến lên một cái mức như thế này thì giá nó sẽ tiếp tục tăng, nhưng mà cái kế hoạch của mình đó là mình sẽ đợi cho nó pull back lại một nhịp, và sau khi nó pull back xong á thì cái cơ hội của chúng ta đó nó sẽ chắc chắn hơn và nó rõ ràng hơn. Và mình đưa ra một cái trade plan như sau các anh chị, nếu mà được thì mình sẽ chờ quanh cái khu vực là 426, 427 ha, và mình sẽ chấp nhận á một cái biên độ cho nến tháng đó các anh chị là khoảng chừng là 3%, thì mình sẽ stop loss là khoảng chừng là dưới là 415, và cái kỳ vọng lợi nhuận của mình đó là nó có thể lên trở lại cái vùng kháng cự cũ của S&P 500 là tầm là 450. Những ai mà đánh S&P 500 thì có thể tham khảo cái kịch bản này theo cái kế hoạch giao dịch của mình ha. Do bây giờ đó thì khung tháng, khung ngày đó, nó vẫn đang trong một cái downtrend, cho nên chúng ta rất là cần một cái đáy mới, mà đáy mới này nó phải cao hơn so với đáy cũ các chị, thì lúc đó cái cơ hội của chúng ta vô lên để mà đánh đảo chiều tăng lên luôn nó mới sáng. Còn cái phiên mà tăng ngày mai theo cái news về government funding á, nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi, và em nghĩ là nó sẽ còn thêm một cái sự điều chỉnh nhẹ nữa, và cái điều chỉnh này thì chỉ là nhẹ thôi để nó giúp cho chúng ta tìm kiếm một cái entry tốt hơn. Bởi vì ngày mai thị trường nếu mà nó vẫn tiếp tục giữ cái đà tăng của cái future như lúc này đó, thì thị trường ngày mai đã có một cái mức hồi rất là đáng kể vào đầu giờ, thì chúng ta nên cẩn thận nếu mà chúng ta muốn buy the dip theo cái tin của government ha. Rồi, đó là phần trình bày của em cho cái biến động của S&P 500. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn qua hàng loạt cái kết quả vào tháng 9 vừa qua của những cái cổ phiếu lớn trong cái danh mục theo dõi của em. Đầu tiên là Nvidia, thì chúng ta thấy là Nvidia kết thúc là một nến đỏ. AMD cũng là một cái cổ phiếu trong cái semiconductor cũng là một cái nến đỏ. Lát nữa thì chúng ta sẽ go back lại cái nhóm cổ phiếu này từng con một á, để chúng ta coi thử nến tháng của nó có gì hay không nhé. MRVL cũng là một cái cổ phiếu trong semiconductor, và nến tháng tháng 9 cũng là một cái nến đỏ các anh chị.
Intel cũng vậy, cũng là một cái semiconductor, và thành quả của tháng 9 á, là bị trả về hết, trở về cái vị trí cũ của cái vùng giá đóng cửa vào tháng 8. Rồi đó là bốn cái cổ phiếu trong cái semiconductor. Chúng ta thấy là tháng vừa rồi á, tháng 9 Tesla cũng rất là chật vật các chị. Có lúc thì tăng lên tới 200, gần 208 và trở về là 250. Nhưng mà setup trên khung tháng của Tesla thực sự rất là hấp dẫn ha. Amazon thì chúng ta nhìn qua chúng ta thấy là khung tháng á cũng rất là chật vật khi mà cái tháng 9 nó đã giảm. Nếu mà giảm từ giá đóng cửa, giá mở cửa đó các chị thì giảm hơn 8%. Và nếu mà tính giảm từ cái giá đóng cửa của tháng 8 á, thì giảm khoảng chừng là trên 7% một chút xíu ha. Đây là kết quả của Google trong tháng 9, cũng là một cái tháng giảm rất là mạnh, hầu hết là đều giảm hết các anh chị. Vậy thì tự chung là Big Cap là đều có một tháng rất là tê liệt. Vậy thì chúng ta nhìn lại tháng tiếp theo của cái nhóm này, nó đang làm sao. Cổ phiếu Google đó các anh chị, thì năm ngoái đó, tháng 10 á, cũng không có ngon lắm. À, không ngon lắm. Rồi, Amazon thì sao? Tháng 10 năm ngoái của Amazon các anh chị cũng không có thực sự hấp dẫn. Đây là tháng 10 của Amazon. Mặc dù là S&P 500 tăng rất là tốt, nhưng mà tháng 10 của Amazon lại không ngon. Thế thì liệu rằng năm nay nó có lặp lại hay không? Nhiều khi S&P 500 tăng, nhưng mà các anh chị pick cái cổ phiếu Amazon thì nó lại không tăng. Thì chúng ta kết luận là tháng 10 chẳng phải là thị trường tăng, nhưng mà thực chất là những cái sector khác ở trong cái rổ của S&P 500 nó lại tăng các anh chị. Thì cái công việc của chúng ta đó là đi tìm xem thử là cái sector nào là sector mang lại cái kết quả tuyệt vời cho tháng 10 của năm ngoái hoặc là năm trước nữa. Thì ở đây thì mình có theo dõi một cái trang web đó các anh chị. Nó gọi là sector SPDRS. Anh chị nào mà không có đọc được cái dòng chữ này do nó quá nhỏ đó, thì mình sẽ copy rồi mình dán vào trong cái một bình luận của kênh để chúng ta có thể copy cái đường link đó và chúng ta vào đây chúng ta xem từng cái sector ha. Như mỗi một cái sector để các anh chị là nó đại diện cho một cái nhóm ngành. Healthcare là XLV, Real Estate là XLRE, hay là Technology là XLK, XLU là Utility chẳng hạn. Đối với mình thì những cái sector như là Energy này các anh chị, Financial ha, Healthcare ha, Technology là những sector chiếm tỷ trọng khá là lớn trong cái rổ của S&P 500. Cho nên cái biến động của những cái sector này nó có thể gây cái tác động lớn. Và trong một cái sector như vậy nó còn nhiều cái cổ phiếu riêng lẻ nữa. Thì chúng ta phải đi vô trong cái sector đó để chúng ta kiếm cái cổ phiếu nào nó có cái tỷ trọng lớn. Ví dụ như em vô healthcare thì em thấy là trong này là holding là có con gì? Cái con United Health này các chị. Thì cái weight của nó là lên tới là 9,73%. Cái con Johnson Johnson là nó quay là gần 7,8%, hoặc là Eli Lilly, những cái cổ phiếu mà có thể các anh chị rất là ít khi nghe thì nó lại có cái quay là lên tới là gần 9%, ví dụ vậy. Hoặc là em vô cái technology thì em coi cái quay của mỗi con trong đó thì em thấy là Apple trong này là nó quay tới 23% trong cái technology Microsoft. Những cái con mà liền kề tiếp theo như là Nvidia nó cách xa cái Apple là gần gần 1/5 lần các chị, gần 5 lần. Như vậy thì có thể cái biến động của Apple đó mà nó tăng trong tháng 10 của 2023 năm nay và nó làm cho cái sector của XLK á là tăng lên một cách bùng nổ. Nhưng mà trong đó Nvidia hoặc là AVGO hoặc là những cái con khác như là Adobe cũng là trong cái technology luôn, nó lại không có tăng. À, nó lại không có tăng. Như vậy điều đó thì cho chúng ta thấy là những cái con mà leader của mỗi cái sector đó nó rất là quan trọng các anh chị. Thì chúng ta sẽ go back lại đó để chúng ta check từng cái sector đó. Ví dụ như XLK á là nó cũng có cái ticker của nó luôn các anh chị. Đó, chúng ta ở đây thì em sẽ không có đi sâu vào vào từng sector đâu, bởi vì chúng ta không có thời gian. Em chỉ nói cho các chị biết là mỗi sector nó đều có cái ticker của nó. XLV cũng có ticker, XLF là Financial nó cũng có ticker của nó luôn. Thì chúng ta coi thử là năm ngoái là October
hoặc là hoặc là năm năm trước trước nữa nữa là là 2021, 2021, cái cái tháng tháng 10 10 cái cái sector sector này này nó nó có có tăng tăng hay hay không? không? Ví Ví dụ dụ như như em em nhìn nhìn lên lên là là em em thấy thấy ồ ồ tháng tháng 10 10 của của financial financial là là tốt tốt nè, nè, 2021 2021 hoặc hoặc là là 2022 2022 là là cực cực kỳ kỳ tốt tốt này này các các anh anh chị. chị. Như Như vậy vậy thì thì cái cái sector sector financial financial là là bao bao gồm gồm những những cái cái mảng mảng như như là là JP JP Morgan Morgan hoặc hoặc là là Goldman Goldman Sachs Sachs hoặc hoặc là là Bank Bank of of America. America. Chúng Chúng ta ta chỉ chỉ cần cần vô vô đây đây thôi thôi thì thì chúng chúng ta ta biết biết ngay ngay em em muốn muốn biết biết là là trong trong cái cái financial financial này này con con nào nào là là nó nó holding holding mặt mặt rồi. rồi. Ví Ví dụ dụ ở ở đây đây JP JP Morgan Morgan là là nó nó chiếm chiếm tới tới là là 9%, 9%, tiếp tiếp theo theo là là Visa Visa là là 98%, 98%, hoặc hoặc là là Bank Bank of of America America là là chiếm chiếm tới tới là là 4%, 4%, Mastercard Mastercard là là chiếm chiếm 7%. 7%. Thì Thì bây bây giờ giờ chúng chúng ta ta coi coi thử thử là là hai hai cái cái con con là là JP JP Morgan Morgan và và con con Visa Visa đó đó là là tháng tháng 10 10 năm năm ngoái ngoái cái cái sector sector này này nó nó tăng tăng mạnh mạnh như như vậy vậy á, á, thì thì hai hai cái cái con con đó đó nó nó có có tăng tăng hay hay không? không? Boom. Boom. Em Em mở mở lên lên cái cái khung khung tháng tháng của của JP JP Morgan Morgan thì thì đây đây chính chính là là tháng tháng 10 10 của của JP JP Morgan Morgan các các anh anh chị. chị. Tăng Tăng rất rất mạnh. mạnh. Hoặc Hoặc là là em em muốn muốn check check cái cái con con Visa Visa thì thì tháng tháng 10 10 của của Visa Visa năm năm ngoái ngoái thì thì sao sao các các chị? chị? Đó, Đó, tăng tăng rất rất mạnh mạnh luôn. luôn. Như Như vậy vậy thì thì ở ở đây đây á, á, chúng chúng ta ta kết kết luận luận một một điều điều rằng rằng á, á, là là mỗi mỗi cái cái ticker ticker mà mà nó nó chiếm chiếm cái cái tỷ tỷ trọng trọng lớn, lớn, cái cái weight weight của của nó nó nặng, nặng, heavy heavy weight, weight, mình mình gọi gọi là là giống giống như như kiểu kiểu các các cái cái võ võ sĩ sĩ mà mà hạng hạng nặng nặng đi đi các các anh anh chị, chị, thì thì nếu nếu mà mà sector sector nó nó tăng tăng thì thì những những cái cái cổ cổ phiếu phiếu này này khả khả năng năng cao cao nó nó sẽ sẽ tăng tăng theo theo cái cái sector sector đó, đó, bởi bởi vì vì nó nó chiếm chiếm tỷ tỷ trọng trọng mạnh. mạnh. Đó Đó là là cái cái kết kết luận luận của của mình. mình. Theo Theo cái cái quan quan điểm điểm cá cá nhân nhân của của mình mình ha, ha, thì thì chúng chúng ta ta hãy hãy lưu lưu ý ý tới tới cái cái vấn vấn đề đề này. này. Đây Đây chính chính là là lý lý do do tại tại sao sao mà mà ngày ngày hôm hôm nay nay chúng chúng ta ta có có cái cái chủ chủ đề đề về về monthly monthly watch, watch, tức tức là là chúng chúng ta ta xem xem trên trên khung khung tháng tháng để để chúng chúng ta ta dự dự đoán đoán cho cho cái cái kết kết quả quả của của tháng tháng 10 10 là là như như thế thế nào. nào. Rồi, Rồi, bây bây giờ giờ thì thì em em sẽ sẽ chia chia sẻ sẻ với với các các anh anh chị chị cũng cũng như như là là review review lại lại các các cái cái cổ cổ phiếu phiếu á, á, mà mà chúng chúng ta ta đã đã phân phân tích tích và và lên lên cái cái kế kế hoạch hoạch giao giao dịch dịch của của cái cái Sunday Sunday Talk Talk số số 169 169 của của tuần tuần trước trước và và một một số số cái cái kế kế hoạch hoạch giao giao dịch dịch mới mới của của tuần tuần này. này. Và Và hy hy vọng vọng là là những những cái cái kế kế hoạch hoạch này này á, á, nó nó có có thể thể đưa đưa cho cho các các anh anh chị chị một một vài vài cái cái giao giao dịch, dịch, lệnh lệnh giao giao dịch dịch thành thành công, công, hấp hấp dẫn dẫn và và mang mang lại lại cái cái khoản khoản lợi lợi nhuận nhuận đáng đáng kể kể cho cho tháng tháng 10 10 ha. ha. Rồi, Rồi, bây bây giờ giờ trước trước khi khi mà mà chúng chúng ta ta đến đến với với phần phần phân phân tích tích các các cái cái cổ cổ phiếu phiếu riêng riêng lẻ, lẻ, thì thì hiện hiện nay nay thì thì anh anh chị chị em em mình mình là là gần gần 300 300 thành thành viên viên đang đang có có mặt mặt live live cho cho buổi buổi tối tối ngày ngày hôm hôm nay nay rồi. rồi. Nhưng Nhưng mà mà chúng chúng ta ta chỉ chỉ mới mới có có chưa chưa tới tới 100 100 like like các các anh anh chị. chị. Anh Anh chị chị đừng đừng ngại ngại gì gì một một nút nút like like cho cho kênh kênh để để tiếp tiếp tục tục ủng ủng hộ hộ cho cho cái cái nội nội dung dung Sunday Sunday Talk Talk hôm hôm nay nay đã đã là là số số series series 170 170 rồi. rồi. Tức Tức là là chúng chúng ta ta đã đã trải trải qua qua cùng cùng nhau nhau 170 170 tuần tuần rồi. rồi. Thì Thì anh anh chị chị ủng ủng hộ hộ cho cho mình mình một một nút nút like like ha. ha. Và Và chúng chúng ta ta sẽ sẽ bắt bắt đầu đầu trong trong vài vài giây giây nữa nữa ạ. ạ. Rồi. Rồi. Ok Ok các các anh anh chị. chị. Wow, Wow, tối tối ngày ngày hôm hôm nay nay mình mình nhận nhận nhiều nhiều câu câu hỏi hỏi quá, quá, không không biết biết là là có có thời thời gian gian trả trả lời lời các các anh anh chị chị hay hay không, không, nhưng nhưng mà mà chúng chúng ta ta sẽ sẽ tranh tranh thủ thủ ha. ha. Đầu Đầu tiên tiên thì thì chúng chúng ta ta sẽ sẽ quay quay trở trở lại lại với với cổ phiếu AI. AI. AI AI thì thì tuần tuần trước trước á, á, mình mình có có vẽ vẽ cho cho các các anh anh chị chị một một cái cái đường đường trendline, trendline, và và mình mình nói nói rằng rằng là là đường đường trendline trendline này này nó nó đang đang đổ đổ đèo đèo và và nó nó về về nó nó chạm chạm cái cái đường đường trendline trendline này này và và nó nó bật bật lên. lên. Đến Đến lúc lúc này này thì thì con con AI AI đi đi chính chính xác xác các các anh anh chị, chị, nhưng nhưng mà mà khổ khổ một một cái cái là là bây bây giờ giờ nó nó đang đang bị bị cản cản bởi bởi cái cái S&P 200 S&P 200 ngay ngay chỗ chỗ này này nè, nè, thì thì bây bây giờ giờ làm làm sao? sao? Em Em dự dự đoán đoán là là những những ai ai mà mà quan quan tâm tâm tới tới cái cái cổ cổ phiếu phiếu AI AI đó đó các các anh anh chị, chị thì thì chúng chúng ta ta hãy hãy đợi đợi cho cho theo theo em em ha. ha. Theo Theo em em là là cái cái cổ cổ phiếu phiếu này này nó nó cần cần
Nhìn hiện nay đó các anh chị, cái cổ phiếu PayPal tháng 8 và tháng 9 của nó đó phải nói là khá là nhọc nhằn, và cái chu kỳ mà điều chỉnh của nó trên khung tháng cho đến lúc này á, là vẫn còn đang tiếp diễn. Và có một điều mà mình thấy mà đáng sợ hơn á, đó là cái đường chỉ báo RSI của nó lúc này nó đang có một cái dấu hiệu của một cái sự nối tiếp xu hướng, tức là đường RSI này nó đang ủng hộ cho một cái phương án là tiếp tục là going down. Như mình có nói thời gian vừa qua thì PayPal đang là một trong những cái lĩnh vực có cái sự cạnh tranh rất là khủng khiếp trên 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 thị trường, và các cái đối thủ mới liên tục xuất hiện các anh chị. Đây là một công ty chuyên là thực hiện những cái giao dịch, những cái transaction hay là những cái hoạt động mua bán online rất là nổi tiếng, nhưng mà hiện nay đang đối mặt với hàng loạt những cái thử thách từ những cái đối thủ khác. Em cho rằng là cổ phiếu PayPal nếu mà tính trên khung tháng á, thì em sẽ đưa cái mục tiêu của nó về là khoảng dưới 50 đô một share, tức là dự kiến là khoảng quanh 45 đô. Đó là cái nơi mà PayPal nó đã từng trade vào tháng 10 năm 2016 các anh chị. Tháng 10 2016 ha, đã là một cái chu kỳ rất là xa rồi. Nhưng mà đáng tiếc là hiện nay PayPal đang trở về cái vùng giá đó. Nếu mà anh chị nào quan tâm con PayPal thì cẩn thận. Cách đây khoảng chừng 2 tuần, mình có phân tích về cái cổ phiếu là ENPH, là cái con Enphase Energy. Thì nhiều anh chị quan tâm cái cổ phiếu này, nhưng mà nếu mà các anh chị nhớ về cái bài phân tích của mình đó, thì mình nói là thứ nhất là cổ phiếu này nó đang dịch chuyển trong một cái đường trendline là đi xuống. Mỗi một thời điểm mà nó chạm cái đường trendline này đó các anh chị, là nó đều bị đập xuống trở lại rất là mạnh, và hiện nay nó vẫn đang tiếp tục là bị cản bởi cái đường trendline này. Chỉ cần một cái tín hiệu đơn giản như vậy thôi thì chúng ta có thể thấy là cái cổ phiếu này các anh chị, cái dự đoán mà gần nhất của em có nói là khoảng là 112, đó là cái giá mục tiêu của nó. Hiện nay thì nó chưa về tới, nhưng mà ngược lại thì nó cũng chẳng có gì thay đổi so với cái bài phân tích của em cách đây 2 tuần, là ngay chỗ này này các anh chị. Em có nói rằng đây là một cái setup mà nó đang củng cố, tức là nó đang giữ ổn định cái vùng đáy này, và nó làm cho cái RSI nó hồi phục trước khi mà nó lấy đà để nó đẩy cái RSI về lại cái trạng thái oversold. Thì em có nói đây là một cái kỹ thuật đó các chị, nó gọi là kỹ thuật là làm dịu RSI. RSI nó đang được làm dịu đi đó, cho nên là cái kỹ thuật này nó sẽ đưa cái cổ phiếu EMBS này á, về tới một cái vùng giá dự kiến là sẽ còn thấp hơn khá là nhiều so với cái mức 120 hiện tại. Em thì 112, thì cái con này nó sẽ còn giảm thêm khoảng chừng 7% nữa các anh chị ha. Tiếp theo thì cổ phiếu Boeing cũng được trình bày trong cái Sunday Talk 169 tuần trước, và hiện tại là chúng ta thấy Boeing nó đang rơi vào một cái chu kỳ, phải nói là có 102 các anh chị, đây là một cái chu kỳ là có 102 ha, có 102 của Boeing. Và chu kỳ này đang chứng kiến cổ phiếu Boeing đi vào một cái trend, mà cái trend này á, là nó đã kéo dài tới 20 phiên liên tiếp rồi các anh chị, phải 20 phiên không ạ? Sorry em sẽ tính lại một chút xíu ha. Dạ rồi, cái này là khoảng già sắp xỉ là 20 phiên, và chỉ có 2 phiên xanh thôi, toàn bộ là phiên đỏ hết. Đợt vừa rồi thì em có đề xuất á, là cái cổ phiếu này á, là chúng ta sẽ canh nó ở cái khu vực hỗ trợ mạnh á, là tầm là 193, 195. Kết thúc ngày thứ 6 và ngày thứ 5 vừa rồi thì cái vùng hỗ trợ này về cơ bản là nó vẫn chưa có bị thủng một cách nghiêm trọng các anh chị. Nếu như mà nó dừng ở đây và bắt đầu nó hồi lên trở lại đó, thì rõ ràng là chúng ta vẫn sẽ có một cái kế hoạch đánh lên vào tuần tới. Nhưng mà những cái kế hoạch đánh lên này đó các anh chị, theo cái nhận định cá nhân mình đó, là nó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn thôi, và tiếp theo sau đó là một cái cú quay đầu xe. Mà cú quay đầu xe này có thể nó chỉ trở lại cái vùng đáy cũ là 190 vừa rồi rồi xong, và nó có một cái đợt hồi phục lớn tiếp theo.
thì đây là cái speculation của mình cho vài tuần tới. Nhưng mà có một điều mình có thể chắc chắn với các anh chị, khả năng này nhiều, rất rất nhiều xác suất nó sẽ xảy ra, đó là nó đi lên thì nó sẽ follow bằng một cái cây nến, một cái chu kỳ đi xuống tiếp để nó shut out những người mà muốn đánh lên. Cho nên theo mình á, anh có khá nhiều anh chị đặt cho mình câu hỏi về cái con Boeing là lỡ bắt những cái vùng giá như 208, 205, có người thì mới bắt gần đây quanh quanh cái giá tầm 200, thì có nên là trung bình giá cái con Boeing này hay không? Thì câu trả lời là không các anh chị, vì chúng ta không biết có cái gì chắc chắn, nhưng mà chúng ta biết là nó sẽ còn thêm một cái sóng giảm nữa, mà mình không biết là sóng giảm này nó sẽ dài đến đâu, có thể nó chỉ bằng cái đáy của sóng vừa rồi, hoặc là thậm chí nó sâu hơn cái đáy của sóng vừa rồi. No one knows các anh chị, cho nên tốt hơn hết là cái cổ phiếu này là cổ phiếu là không DCA, tức là không trung bình giá. Nếu mà chúng ta muốn đầu tư lâu dài thì chúng ta cứ để luôn và chúng ta coi thử cái tương lai 1 2 tháng của nó như thế nào. Còn cái cách đi như thế này thì gần như không có cơ hội đánh long các chị ha. Một cái cổ phiếu khác mà mình muốn chia sẻ với các chị ở đây á, đó là cái con CRWD. Đây là một cái cổ phiếu mà trong vòng 8 tháng vừa qua mình khá là chú ý tới cái biến động của con này. Bởi vì sao các chị? Đây là một cái trạng thái đi lên trên cái khung tháng khá là bền vững. Khi mà những cái chu kỳ mà nó điều chỉnh về ở tháng tiếp theo á, thực sự là nó không quá lớn. Gần như là cái con CRWD nó vẫn giữ nguyên cái gain của nó của cái tháng trước đó, và tháng sau nó cứ điều chỉnh dần thì nó cũng ở trong một cái trạng thái rất là nhẹ các anh chị. Thì hiện nay là chúng ta thấy là cái cổ phiếu này á, mình thấy nó dịch chuyển trong một cái channel up, theo cái nhìn của mình thì cái channel up này á, nó cho ra cái kết quả cuối cùng á, thông thường sẽ là một cái cú break out. Hiện tại thì mình dự đoán á, trong ngắn hạn đó các anh chị, thì một cái đợt break out trong tháng 10 hoặc tháng 11, có thể nối tiếp qua là tới tháng 11 của CRWD á, là nó sẽ lên về được tới là 200. 200 á, là được coi là giá tâm lý. Ở 200, đây là cái mốc đầu tiên của nó. Và chúng ta thấy là cái lượng volume trade ở trên khung tháng những tháng gần đây rất là consistent. Đây là cái điểm mạnh ha. Và xa hơn nữa, nếu mà mình tính có thể là vào cuối năm hoặc là thậm chí là qua tới đầu năm sau, thì mình đưa ra cái mức giá mục tiêu tốt hơn là nó có thể lên tới là 240 các anh chị. Đây là maximum target ha, là khoảng là 240. Đây là cái cách thức mà cái con CRWD mình đang nhìn thấy trên cái biến động của nó. Bên cạnh đó thì trên cái khung bên lì á, khi mà mình vẽ cái đường trend line như thế này á, thì mình thấy là cái con này là thực sự nó đã break cái đường trend line ở đâu đó là 120 rồi. Bây giờ nó lên tới 167 rồi. Thì cái tín hiệu này nó đã xảy ra cách đây 5 tháng, nhưng mà đến lúc này nó vẫn chưa có kết thúc cái quá trình dịch chuyển của nó các anh chị. Cho nên trong tình huống này mình vẫn ủng hộ cho cái con CRWD á, là một trong những cái cổ phiếu rất đáng để theo dõi trong tháng 10 năm 2023 ha. Mặc dù suy cho cùng á, thì cái tháng 9 và tháng 10 và tháng 11 luôn của CRWD nó không có được đẹp lắm. Nhưng mà đó là cái biến động trong lịch sử. Còn cái hiện tại bây giờ của nó đó các anh chị, là một dãy các cái nến là tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 rất là mượt. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái khung giờ nhỏ hơn là khung ngày. Vậy chúng ta tìm kiếm cái cơ hội của nó, thử xem là nó sẽ đi về đâu. Ở bên trên thì chúng ta thấy là có một cái đường kháng cự chéo, bên dưới thì chúng ta có một cái đường hỗ trợ chéo. Phương án này, nếu mà trường hợp con CRWD nó pull back về khoảng là 160 cho tới là 165, em sẽ ủng hộ cho một cái cơ hội đi lên tiếp diện của nó. Như vậy thì khả năng là chúng ta sẽ kiếm một cái giao dịch ở quần gần 160 các anh chị. Và stop loss của cái lệnh này á, theo em á, là khoảng chừng 10 điểm, là khoảng chừng là 150. Setup này là setup trên khung tháng. Như vậy
cái rủi ro của nó vẫn chưa có tới mức 10% các anh chị. Và cái lợi nhuận của nó như lúc nãy mình có tính các anh chị đó, thì 200 là cái mục giá mục tiêu, thì đây là một cái mức lợi nhuận nó vượt rất là xa so với cái khả năng mà chúng ta có thể chấp nhận cái mức lỗ của cái setup này. Đó là về CRWD ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái cổ phiếu nhỏ lẻ nữa trước khi mà chúng ta đi tiếp vào cái list là những cái cổ phiếu big player như là Nvidia, AMD hay là Tesla. Wow, tối ngày hôm nay chúng ta đã có tới hơn 300 thành viên đang xem trực tiếp cái buổi livestream Sunday Talk số 170. Và series đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay đó là Monthly Watch, tức là chúng ta cùng nhau nói về những kịch bản ở trên khung tháng. Khi mà cái nến của một cái khung tháng nó đóng lại, nó mở ra một cái khung tháng mới, thì bắt đầu những cái cơ hội để chúng ta đánh trung hạn hoặc là dài hạn nó sẽ khởi động các anh chị. Và theo cái lịch sử thống kê thì cái chu kỳ thị trường của những tháng cuối năm hoặc là của đặc biệt là của quý 4 hàng năm á, đều cho một cái return, tức là một cái quarterly return đó các anh chị, là cực kỳ tuyệt vời ha. Lát nữa mình sẽ đưa cho các anh chị xem cái thống kê của mỗi quý, trong đó quý 4 là như thế nào ạ. Rồi, quay trở lại với con Leaf. Thì hiện nay thì cổ phiếu Leaf các anh chị, suy cho cùng thì khi mà chúng ta vẽ những cái đường trendline như thế này, và chúng ta thấy cái tác động và cái phản ứng khi mà giá nó rớt về cái khu vực đó rất tuyệt vời. Thì tuần vừa rồi thì con Leaf này mình nhìn lại thì mình thấy nó bounce lên là 4 phiên, đúng ngay tại cái đường trendline này luôn các anh chị. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi lý do tại sao, đúng không ạ? Rồi, cái đó là câu chuyện của cái đường trendline bên dưới. Tuần vừa rồi thì nó đã xảy ra rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ tiếp một cái đường bên trên nữa. Thì câu hỏi đặt ra đó, bây giờ đánh thế nào đây cho cái cổ phiếu Leap ạ? Và đây là một cái cổ phiếu mà nó có cái thị giá tương đối thấp, là chỉ có trên dưới là gần 10 đồng. Có nhiều anh chị sẽ không có quan tâm lắm tới những cái cổ phiếu nhỏ này ha. Nhưng mà do chúng ta có nhiều cái khán giả đa dạng đó, cho nên là mình sẽ include cái cổ phiếu này vào trong cái Sunday Talk trong buổi tối ngày hôm nay. Tuần tới đó các anh chị, em sẽ đợi cho một cái phương án là cái cổ phiếu Leap này nó có thể go back lại về gần xấp xỉ là 10 đồng chẳng hạn, có thể là 10 đồng 2, 10 đồng 3 gì đó. Và em chờ một cái nỗ lực break đi lên của cái ticker này. Nói chung là em sẽ đánh theo cái sự thoát ra ở bên trong cái channel này. Và cái thứ hai là em đánh theo cái sóng tăng của những cái chu kỳ tăng giá trước đó. Đây là chu kỳ sóng tăng đầu tiên, đây là cái sóng tăng thứ hai mà em nhìn thấy được. Vậy thì em đang chờ đợi cho một cái đợt sóng tăng thứ ba sau khi mà nó kết thúc xong cái giai đoạn mà consolidation này nè các anh chị, thì chúng ta sẽ chuẩn bị đón chờ một cái cú bùng nổ tiếp theo của cái cổ phiếu này. Đây chính là cái setup ở trên khung ngày của con Leaf, và cái setup của nó là đang dịch chuyển trong một cái channel như mình đang trình bày trên màn hình để các anh chị thấy ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những cái tên tuổi lớn cho tháng 10 các anh chị ha. Đầu tiên á, đó là cổ phiếu Tesla. Cái lý do mà em quan tâm đến cổ phiếu Tesla, ở trên này chúng ta đang chứng kiến một cái mẫu hình là bull flat rất rất tuyệt vời của Tesla trên khung tháng. Khi mà ba cái tháng là tháng 7, tháng 8 và tháng 9 các anh chị, nó build một cái giai đoạn củng cố. Những cái giai đoạn củng cố này á, thông thường thì chúng ta thấy nó kết thúc bằng một cái gì đó mà nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ. Thì như trong cái giai đoạn của 2021, sau khi mà Tesla nó thoát khỏi cái khung tháng này bằng cái bull flat đó các anh chị, thì nó cũng tạo ra một trong những cái biến động rất là mạnh vào thời điểm đó. Thì ở đây em cũng đang mong chờ Tesla nó thực hiện một cái cú bull run như vậy.
Đối với em thì đây là cái khung tháng đó, cho nên là cái việc mà chúng ta đưa ra một cái mức giá cố định và chính xác để chúng ta entry á thì mình thấy nó không hợp lý. Nhưng mà ngược lại, để xác định một cái điểm stop loss đó thì ở đây chúng ta thấy là nó rất là rõ ràng. Theo em là cái stop loss là khoảng chừng 220 là cái điểm mà chúng ta nên cắt lỗ. Nếu mà trường hợp mà giá Tesla nó go back down như thế này thì chúng ta không biết được điều gì nó sẽ xảy ra các anh chị. Bởi vì giai đoạn này mà những cái sự cạnh tranh trên tất cả các cái ngành nghề, trong đó thì xe điện hiện tại đang là một cái lĩnh vực và nó là trung tâm của kể cả chính trị, của cả kinh tế, cũng như là cái vấn đề xung đột của những cái quốc gia với nhau, thì xe điện là cái trung tâm của các cái vấn đề này các anh chị. Nên là phải phải lưu ý cái này ha. Tesla thì về cơ bản là nó đối mặt với cái sự cạnh tranh của những cái đối thủ nội địa ở Trung Quốc và các cái nước châu Âu, nhưng mà trong đó Trung Quốc là một trong những cái nơi mà tạo ra cái sự cạnh tranh khủng khiếp, khiến cho Elon Musk phải liên tục đưa ra những cái chính sách như là cắt giảm giá xe của Tesla, và hiện nay là thậm chí nó còn đang ongoing trên toàn bộ nước Mỹ. Mà thời gian vừa qua chúng ta thấy là người người nhà nhà, như là anh chị em trong cộng đồng Việt của mình đó, chia sẻ với nhau những cái bài viết về làm cách nào để mua xe Tesla với giá tốt, tax credit 7.500 đô như thế nào, rồi những chính sách ưu đãi, những cái referral như thế nào. Và hiện tại thì giá xe của Tesla, nhất là cái Model Y đó các anh chị, nó đang rất là thu hút cái lượng người mua lớn vì cái mức giá phải chăng của nó, và so với những cái dòng xe khác đó, là nó rất là thịnh hành nha các anh chị ha. Thì đó là một chút xíu về cái tình hình công ty Tesla. Còn ở đây thì em chỉ nói về technical là chính thôi, thì em cho rằng là nó vẫn sẽ có một cái setup thuận lợi cho tháng 10 các anh chị. Tháng 10 năm ngoái của Tesla thì chúng ta thấy là đó là cái chu kỳ mà kinh khủng của Tesla thì không ai muốn nhìn lại cả. Nhưng mà em nghĩ năm nay sẽ là khác. Em ủng hộ cho phương án đi lên ha. Tiếp theo là cái cổ phiếu là AMD các anh chị. AMD thì chúng ta đã có một cái chu kỳ bull run rất là dữ dội. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái cho đến là tháng tháng 1 tháng 6 năm nay. Và sau cái chu kỳ bull run này thì nó pull back, điều chỉnh là bình thường. Sau pull back này thì em dự đoán bắt đầu tháng 10 nó sẽ khởi động trở lại cái chu kỳ tăng giá của nó. Vì cái hoạt động trong 4 tháng vừa qua là một cái giai đoạn củng cố các anh chị. Và khi mà nó củng cố, nó đưa về cái mức support area, tức là cái mức hỗ trợ. Ở đây là theo em là quanh cái vùng giá 100 là cái mức hỗ trợ của nó đó. Thì em ủng hộ cho cái phương án đi lên bắt đầu từ ngày mai và cho đến là xuyên suốt cái tháng 10 luôn. Cũng như Tesla thì em không có đề xuất cái mức giá để chúng ta entry, bởi vì cái này là cái sự lựa chọn của mỗi anh chị ha. Tuy nhiên em có đề xuất cái mức giá để chúng ta chốt lỗ. Nếu như mà ngày mai cổ phiếu của AMD mà nó vượt qua cái mức là 110 chẳng hạn, thì đó có thể là một cái tín hiệu để chúng ta vào lệnh. Nhưng mà bỗng nhiên sau đó nó quay, nó rớt ngược trở lại á, thì theo mình là 93 phải nên là cái điểm mà chúng ta play cái stop loss, để chúng ta tránh phải một cái shut out hay là một cái cú tăng giả của thị trường, và giá stock nó có thể rớt sâu hơn như vậy, thì chúng ta chỉ chấp nhận thua lỗ tới tới ngưỡng đó mà thôi ha. Về cái cách biến động của cái cổ phiếu Amazon đó các anh chị, thì hiện nay á thì Amazon nó đang ở trong một cái trạng thái không có thực sự là tốt trên khung tháng lắm. Bởi vì khung tháng của Amazon vào lúc này á nó đang bị cản ngay tại cái điểm kháng cự là 145. Điều này là một điều quá dễ hiểu các anh chị, vì chúng ta nhìn lên thì chúng ta thấy là tháng 8 năm ngoái và cho đến tháng 9 năm nay mọi thứ nó quay trở lại cái vùng đỉnh cũ là 145 và nó bị going down về 127. Tới lúc này thì chúng ta nên cẩn thận cho cái cổ phiếu Amazon. Cổ phiếu này là một trong số ít cái cổ phiếu mà mình không có kỳ vọng nhiều cho tháng 10 các anh chị. Mặc dù cái tháng 10, tháng 11, tháng 12 hàng năm á
là cái giai đoạn holiday, và Amazon là một trong những cái dạng business model mà cái kết quả trong quý 4 là một trong những cái quý bùng nổ, một trong những cái quý có cái sự tăng trưởng cũng như là cái quý nhộn nhịp nhất trong năm của nó, đúng không ạ? Trải dài từ tháng 10, 11 và đặc biệt là cái tháng 12. Nhưng mà cái kết quả của con này năm ngoái á, nó lại không có thể hiện như vậy. Và bây giờ thì cái technical của nó cũng tương tự các anh chị. Cho nên là trong trung hạn tính theo quý thì em chưa có kỳ vọng nhiều vào Amazon lắm. Nhưng mà nếu mà tính theo ngày thì đánh thế nào đây ạ? Ở đây khung ngày ha. Thì em nhắc lại một lần nữa đó. Với cách đi của Amazon á, em vẫn sẽ đợi cho đến khi nào chỉ báo RSI của Amazon nó tiến hẳn vào cái trạng thái là oversold, thì khi đó em mới chính thức là đề xuất trade cái cổ phiếu này. Rất có thể là chúng ta sẽ gặp được cái mức giá là tầm 120, và đó là khi mà chúng ta sẽ thấy một cái đề xuất cho cái việc là đánh uptrend ngược lên lại, được không ạ? Những cái cập nhật chẳng hạn như của Amazon này các anh chị, khi mà nó đi xuống đó 120 mà chúng ta chưa có quay trở lại với cái sân này thoát, thì chúng ta có thể lên cái trang fanpage của Fire Trading để chúng ta nhận những cái cập nhật mới nhất. Và như thường lệ thì em sẽ bỏ cái đường link này để chúng ta tham gia vào room miễn phí, và chúng ta nhận những cái thông tin liền kề ha, những thông tin update cho cái cổ phiếu mà đã được phân tích trong cái Sunday Talk này. Rồi, như vậy thì bây giờ em có lẽ là sẽ khép lại cái phần trình bày cá nhân của em, và chúng ta sẽ chuyển đến cái mục tiếp theo dành cho cá nhân các anh chị. Ở đây thì em đã bắt đầu nhận được những câu hỏi từ rất là sớm các anh chị. Nào là cái cổ phiếu như hiện tại thì mình thấy là có bạn là OG Dream, bạn hỏi về cái cổ phiếu là Affirm. Affirm thì đây cũng là một cái cổ phiếu mình khá là quan tâm các anh chị. Lý do tại sao mình quan tâm tới cái cổ phiếu này, mặc dù á là cái chu kỳ đi của cái cổ phiếu này vào năm ngoái đó, thì tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 gì đó thì không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà cái biến động của nó từ đầu năm cho đến nay, đặc biệt là từ hồi tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 đều xanh, và xanh với một cái lượng volume theo mình là cực kỳ notable. Chúng ta không bỏ qua tín hiệu này. Sau khi mình chuyển sang khung ngày đó các anh chị, thì mình nhận thấy là cái cổ phiếu này á, là nó trade theo những cái sóng đi lên, và các cái sóng đi xuống của nó điều chỉnh á, là chỉ là tạm thời thôi. Và cái hướng đi mà quan trọng á, là cái hướng đi nó hình thành là hướng đi lên. Thì chúng ta kết luận là cổ phiếu này là nên tiếp tục đánh lên chứ không có đánh xuống. Thì câu hỏi bây giờ là với cái mức giá 21 đồng thì đánh lên ở đâu và đánh xuống như thế nào, kiểu kiểu vậy đúng không ạ? Em thì em sử dụng những cái kỹ thuật cơ bản thôi, tức là về hỗ trợ kháng cự. Thì hiện nay nếu mà em chờ cái cổ phiếu này, em sẽ chờ về khoảng chừng 20 hay là 19.5 gì đó. Đó là cái nơi mà em thấy rằng là cái khu vực hỗ trợ nó khá là tích cực, thì em sẽ chờ ngay tại đó ha. Thì đây là cái sự kỳ vọng của em. Còn một cái câu hỏi của anh Hiền Hiền Nguyễn thì phải. Thì anh này thì anh hỏi về cái con là Next Era Energy. Nhìn chung là cái cổ phiếu này nó trade khá là tiêu cực ở tuần vừa rồi. Nếu mà em nhớ không lầm á, thì cái breaking news của nó là liên quan tới một cái vấn đề hình như là về thâu tóm hay là cái gì đó, em cũng không rõ, em không chắc. Nhưng mà nhìn lại thì cái tuần vừa rồi là một tuần mà nó rớt 15% rồi các anh chị. Xét theo cái chu kỳ khung tháng của con này thì chúng ta thấy là nó vừa kết thúc một tháng 9 rất là tệ. Em nghĩ nếu mà anh Hiền Nguyễn á, quan tâm á, thì đợi cho đến khi mà khung tháng của nó cái chỉ báo RSI á, nó đi về tới cái trạng thái oversold luôn đi, thì hãy nên cân nhắc. Đây sẽ là một cái giai đoạn rất là quan trọng của cổ phiếu này. Và nếu mà nó về được oversold
thì giá của cái cổ phiếu này các anh chị nhiều khả năng là nó sẽ còn đi xuống là quanh đâu đó là có thể về 52, 53 ha. Và chúng ta có thể bắt đầu là đánh lên lại. Còn ở đây thì quá sớm, không không có nên bắt đáy ạ. Quá nguy hiểm mà. Rồi. Có cái bạn giao giao bạn hỏi về cái cổ phiếu Netflix á. Thì qua đây mình cũng muốn chia sẻ luôn. Netflix là một cái cổ phiếu mà có cái kết quả giao dịch của tháng 10 2021 rất tuyệt vời. Tháng 10 2022 cũng rất là tuyệt vời các anh chị. Là xanh thì không rõ liệu rằng chúng ta sẽ nhìn thấy lại một cái tháng 10 2023 có cái sự bùng nổ như tương tự của 2 năm trước hay không ha. Đây là một cái tỷ lệ đặt cược cho cái odds khá là cao. Nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần dựa vào cái lịch sử của tháng 10 trên Netflix, cái chu kỳ này là chu kỳ cuối năm. Chính vì vậy những cái cổ phiếu như Netflix thì cái business của nó là về cái entertainment đó các anh chị. Thì rất có thể là một cái chu kỳ mà Netflix sẽ nhìn thấy được cái sự trỗi dậy về cái số lượng subscriber đăng ký cho cái dịch vụ của Netflix vào cuối năm. Còn ngoài ra thì trong ngắn hạn á thì em khuyến nghị là cái bạn mà hỏi về cái con Netflix á, hãy quan tâm tới cái đường SMA 200 của nó ở đây, tức là quanh cái giá khoảng chừng là 169. Mình thì mình không có khuyến nghị chính xác cái mức giá là sẽ vào ở đâu, bởi vì cái điều này rất là khó các anh chị. Nhưng mà mình khuyến nghị một cái đó là cái điểm stop loss. Bạn vào ở đâu cũng được, nhưng mà bạn hãy nên lấy cái mức giá là 360 á, được sử dụng là một cái điểm để mình protect cái capital của mình, tức là mình sẽ không có để cho nó bị lỗ xuống dưới là 360, lúc đó mình phải nên cắt lỗ ha. Rồi. Câu hỏi về con Boeing của chị Thủy Đặng á thì hồi nãy em có trả lời rồi. Ở đây có một bạn tên là Larry Cao, bạn hỏi về cái cổ phiếu là UBST. Chúng ta thử xem cho đến lúc này á thì cái con UBST á nó đang có một cái sự chống đỡ khá là thành công đối với cái đường chỉ báo là SMA 200 các anh chị. Đây chính là đường chỉ báo là SMA 200 của nó ha. Và nó đã rất là thành công với cái đường chỉ báo này. Và em dự đoán là nếu như mà con UBST nó tiếp tục cái nỗ lực mà nó đi qua khỏi cái vùng kháng cự ở đây như thế này này các anh chị, thì chúng ta hãy bắt đầu để ý những cái phiên điều chỉnh kế tiếp của con UBST. Nếu mà được á, thì cái cổ phiếu này á, em đề xuất á, là cái mức giá khoảng chừng 27 là cái mức giá chúng ta bắt đầu quan tâm tới một cái nỗ lực tiếp tục hồi lên của nó. Còn cái mức giá hôm thứ sáu vừa rồi là 28 đồng 50 á, nó chưa có nói lên được nhiều điều. Cho nên là em sẽ đợi cho nó rớt về lại một một chút xíu nữa trước khi mà mình đánh ha. Ở đây thì cá nhân em đánh thì em sẽ đặt cái stop đó là khoảng chừng 24. Cái plan của em là như vậy. Bởi vì đây là một cái cổ phiếu mà nó trade rất là volatile các anh chị. Nếu mà tuần tới nó về 27 mà nó không có giữ được và nó fail á, thì mình sẽ loại bỏ cái phương án này ha. Rồi. Có một câu hỏi khá là hay của chị Mai Trần. Ở đây là chị hỏi về cái con POTR. Chị hỏi rất là đơn giản là hỗ trợ kháng cự là ở đâu. Câu hỏi này là quá hay các anh chị. Hiện nay thì chúng ta nhìn lên chúng ta thấy là kháng cự là 17, và kháng cự kế tiếp nữa nhỏ hơn nữa là kháng cự là 16 đồng 3. Và chúng ta chỉ cần là type cái con số vào những cái khu vực này thôi, là chúng ta sẽ thấy được cái nơi mà tại sao nó có những cái vùng kháng cự và hỗ trợ như vậy. Và bên dưới thì hỗ trợ rất là nhanh, là chúng ta thấy là đây là cái mức giá 14 của nó, là mức giá hỗ trợ ha. Câu hỏi đặt ra bây giờ chẳng hạn như chị Mai Trần hỏi là đánh như thế nào, đánh lên hay là đánh xuống. Thì hiện nay á là cổ phiếu BOTR các anh chị, chúng ta thấy cái đường dài của nó đó, là nó đã di chuyển bên trong cái khu vực đi ngang này giữa 14 và 17 rất là lâu rồi. Và vừa rồi thì nó muốn phá ra khỏi cái 17 này, nó đi lên luôn. Ai cũng mong chờ là đánh lên đúng không?
nhưng mà để an toàn đó các anh chị, hãy đợi cho nó rớt về lại một nhịp. Theo em á, là nếu mà cổ phiếu này rớt về lại được khoảng chừng 15 đồng á, thì em sẽ thích thú hơn là bây giờ ha, 15 đồng. Và em sẽ lấy cái mức giá là dưới 14 đồng một chút xíu làm cái điểm stop loss. Và em kỳ vọng là nó sẽ có một cái cú thoát đi lên như thế này, để tạo ra một cái sự bùng nổ thực sự của nó. Rồi, về cái mã là mã SOM các anh chị, một cái mã về 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 Energy Mobil Corporation. Em không rõ cái này có phải là một cái setup về kỹ thuật để chúng ta đánh breakout con SOM này hay không. Mã này thì nó đi khá là ổn định, cho nên là để phân tích cái mã này thì em chỉ có một cái khuyến nghị duy nhất á, là chúng ta đánh và đầu tư dài hạn mà thôi. Em cho rằng là như vậy ha. Thì cổ phiếu SOM này đang có một cái đường đi phải nói là rất là chắc chắn các anh chị. Và cái nỗ lực của nó cho đến lúc này á, thì nó đã cho một cái thành quả khá là ổn định. Em vẫn tiếp tục ủng hộ cho cái cơ hội đi lên của cổ phiếu này. Từ cái mức giá 60 gần đây á, là khoảng là tháng 12 2021, thì SOM nó đã tạo ra một cái thành quả là lên tới là 98 gần 100% các anh chị. Nó tăng là 60 đồng. Và bây giờ thì cái giá share của nó là lên tới 120 rồi. Em nghĩ là nên tiếp tục đánh lên cái cổ phiếu này ha. Rồi. Câu hỏi kế tiếp nữa của một anh tên là anh Tân Nguyễn ạ. Hình như là anh hỏi về con TSN. TSN. Đây là một cổ phiếu về Tyson Food. Dạ rồi. Không biết là lý do mình muốn đánh cái cổ phiếu này là trong dài hạn hay là trong ngắn hạn. Có lẽ là cổ phiếu này trong ngắn hạn thì em sẽ không bàn, tại vì cái khung tuần của nó là khung 1 week này các anh chị. Cái trend của nó đi rất là tệ ha. Đây là một cái đường đi mà em không có ủng hộ cho cái việc là đầu tư cái cổ phiếu này, hay là buy and hold hay gì đó, rất là nguy hiểm. Bởi vì hiện nay á, nó có một cái khu vực mà consolidation, và cái giai đoạn mà consolidation ở đây á là nó sắp sửa nó kết thúc rồi. Và khi mà nó kết thúc á, thì các anh chị có thể thấy là nó có thể tăng nhẹ xong rồi nó rớt. Đại loại cái hướng đi chủ đạo của cái cổ phiếu này các anh chị là đi xuống, hiện tại đang là đi xuống chứ không phải là đang đi lên. Và chúng ta nên nhắm tới cái hỗ trợ tiếp theo của nó là khoảng chừng là 44, và em ủng hộ cho cái phương án này. Không nên trade cho đến khi mà nó rớt, thực sự nó rớt về cái mức 44 hay là không. Đó là cái hướng đi của cái con là TSN ha. Nói chung là nó đang follow một cái downtrend các anh chị. Rồi, ở đây chúng ta thấy có một cái ticker khá là lạ. Cái này là lạ với em thôi nhá. Của anh chị là Trịnh Trịnh gì đó. Đây là cổ phiếu tên là Now, là ServiceNow. ServiceNow hiện nay thì trong ngắn hạn khung ngày của nó, với cái setup của những cái cổ phiếu đang dịch chuyển như thế này thì em không có nhiều cái phương án trade cho cái cổ phiếu này lắm. Tại vì một cái cổ phiếu mà nó đang di chuyển trong một cái giai đoạn đi ngang á, thì cơ bản là nó sẽ vẫn tiếp tục đi ngang, và chẳng qua là cái chiều đi lên đi xuống của nó đó, nó có thể sẽ ngắn lại và nó không còn chạm vào những cái vùng đáy và đỉnh đó nữa. Nhưng mà cái khuyến nghị của em khi mà chúng ta trade những cổ phiếu này á, là nếu như mà nó ở lưng chừng giữa cái đáy và cái đỉnh đó các anh chị, thì không có nên đánh. Thế thì khi nào mà con nào này mà chị Trình Trình quan tâm mà nó về lại 530 thì hãy đánh lên, còn nếu mà nó lên 408 thì nên đánh xuống. Phương án là như vậy thôi. Còn nếu mà nói về cái trend thì hiện nay nó đang đang đi sideways chứ nó không có cái trend ha. Và những cái vùng giá sideways như thế này nó có thể di chuyển rất là lâu các anh chị, cứ lên rồi xuống rồi lên rồi xuống trong cái vùng giá sideways đó. Rồi, ở đây thì những cái mã như của chị Hoa Trần có hỏi trong room á, là Tesla, Amazon hay là AMD, chúng ta đã được nghe câu trả lời rồi ha. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái ticker nữa là của anh đây là anh Andy Mai, ảnh nghiên cứu về cái con Blood Power. Về cái cách đi của Blood Power ở đây các anh chị hãy nhìn trên wow. Dạ rồi. Sorry các anh chị.
nhìn ở trên khung tháng thì đến lúc này bạn có thể thấy rất rõ cái chu kỳ biến động trên khung tháng của con Blood Power là vẫn đang đi xuống. Với cách đi như thế này á thì không biết là anh Andy Mai là muốn đánh lên hay đánh xuống con này ha. Em dự đoán là cái kết cục của con này trên khung tháng á, một lúc nào đó là nó sẽ dịch chuyển về khoảng chừng là 4 đồng một share. Đây là cái dự đoán của em ha. Và đây là một cái sự dịch chuyển trên khung tháng. Anh chị có thể thấy nó tạo ra những cái cú hồi tăng nhẹ lên lại 8 đồng, 8 đồng rưỡi, thậm chí là 9 đồng. Nhưng mà đó không phải là cái hướng đi, cái trend của nó. Mà cái trend của nó là cái trend đi xuống, cho nên là khả năng là nó sẽ vẫn còn tiếp tục đi xuống. Và với cách đi như thế này thì xác suất này khá là cao nếu mà nhìn về dài hạn các anh chị. Câu hỏi của anh chị Trần Đoàn gì đó là mua long term cái cổ phiếu NVDA khi mà nó liệu nó có về dưới 400 được hay không? Ồ, cái tức là câu hỏi này là tức là đã mua rồi. Câu hỏi là bây giờ nó có xuống dưới 400 và nếu mà nó xuống dưới 400 thì sao, đúng không ạ? Thì như hồi nãy em có phân tích cái con NVIDIA á, thì tạm thời em cho rằng á là trong phạm vi tháng 10 thôi, chứ còn dài hơn thì em không dám chắc ha. Trong phạm vi tháng 10 thì em dự đoán là cổ phiếu này cái chu kỳ của nó là một cái chu kỳ đi lên trong ngắn hạn của tháng 10 các anh chị. Còn nó có về dưới 400 hay không thì em thấy xác suất này là tương đối thấp, không có cao lắm ha. Thì em cho rằng là nó sẽ không về. Cổ phiếu AI của bạn LS gì đó thì mình đã trả lời rồi. Có một câu hỏi của anh chị là Ngọc Nguyễn về cái con Alibaba. Đó là chị buy cái lệnh call là giá 100 ngày 24 tháng 1. Ở đây thì những cái câu hỏi mà thuộc về lệnh thuộc về một cái lệnh cá nhân á, thì em sẽ không có cái lời khuyên, bởi vì kênh YouTube của Fire Trading không có đưa ra những cái lời khuyên về đánh như thế nào, kiếm tiền ra làm sao, mà chủ yếu là đưa cho các anh chị một cái kế hoạch giao dịch, một cái trade plan có điểm entry và có cái điểm dừng lỗ dựa trên cái cách nhìn của cá nhân, chứ nó không có phải là một cái lời khuyên cho các anh chị đi kiếm tiền ha. Cho nên là câu hỏi của chị Ngọc Nguyễn nó thiếu nhiều cái dự kiện, tại vì em cũng không biết là hiện tại là cái trade đó giá bao nhiêu, rồi nó đang lỗ như thế nào. Nhưng mà em thấy là trong ngắn hạn á, nếu mà chỉ xét về kỹ thuật thôi á, thì cái cổ phiếu Alibaba trong vòng vài ngày tới, nếu như mà nó thoát được cái mức giá đó, theo em thấy á, là khoảng chừng là 89 ha, thì em cho rằng là cái cơ hội cũng như là cái tiềm năng cái lệnh call mà 100 đô vào ngày 24 tháng 1, có lẽ là vào tháng 1 2024 khá là ổn định ha. Nó khá là ok à. Rồi. Ở đây thì có những cái câu hỏi tiếp tục của các anh chị về con gì nữa ta? Rồi để em rà thử ha. Ở đây có con SQQQ là một cái con B, con TQQ, con Alibaba. Rồi, ở đây anh chị đang đặt một cái câu hỏi về cái con là VinFast. Con VinFast này là câu hỏi của anh Hùng Trần gì đó. Rồi, cổ phiếu VinFast này các anh chị, lâu nay á, thì chúng ta quan sát cái cách biến động của nó từ cái mức giá là 90 mấy đồng và bây giờ nó tụt về là 12 đồng. Đồng nghĩa là nó xuống có lúc là đã về tới cái mức IPO luôn rồi. Theo cái nhận định của mình thì với cách đi của VinFast, chúng ta tốt hơn là nên đợi nó về cái giá là một cái giá mà chúng ta hay gọi là cái giá base price đó, là 10 đồng các anh chị. Đây có lẽ là cái vùng giá cực kỳ tâm lý của thị trường để test cái khả năng của cái cổ phiếu này. Em sẽ đợi về tiếp là 10 đồng. Và chúng ta hãy nên nhớ rằng đối với bất kỳ một cái cổ phiếu nào và nó không mang cái tính chất là cá nhân hay là chúng ta quan tâm, cực kỳ quan tâm tới công ty đó, mà cái chúng ta quan tâm đó chính là cái lượng volume giao dịch của cái cổ phiếu đó. Tùy theo cái khẩu vị của chúng ta là đánh day trade hay là swing trade, thì hiện nay
cổ phiếu VinFast các anh chị, kể cả là day trade hay thậm chí là swing trade đều không đáp ứng được bất kỳ tiêu chí nào cả. Cái đó là em nói về cái mặt kỹ thuật để chúng ta theo dõi. Còn cái thời kỳ trước đó là những cái phiên mà nó trade với mấy chục triệu share đó, thì đó là câu chuyện khác các anh chị. Bây giờ thì mọi thứ nó đã dry out, volume nó cạn kiệt, không còn nhiều người quan tâm nữa, thì chúng ta hãy cẩn trọng ha. Ở đây thì em muốn là wrap up lại cái chương trình buổi tối ngày hôm nay đó các anh chị, với một cái phần thống kê của Fire Trading. Thì Fire Trading như các anh chị biết là có một cái kênh Discord và có cái phòng live trading với là hơn 200 anh chị em cùng trade trong cái cộng đồng này vào mỗi buổi sáng từ thứ hai cho đến thứ sáu. Thì bên cạnh đó thì cái phần tin tức để chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn ở trong hoạt động của Fire Trading. Thì qua cái tháng 10 này là các anh chị, lượng tin mà thống kê của Fire Trading đó thì cho thấy á, là cái quý 4 trong lịch sử được xem là cái quý mạnh nhất của năm. Và chúng ta thấy là cái quý 4 trong cái chu kỳ hàng năm đó các anh chị, là nó tăng tổng cộng là 4,2% cái mức average qua từng năm. Nó tăng gấp đôi so với là cái quý tăng gần nhất là cái quý 1 là 2,1%. Thì như chúng ta thấy là cái quý 4 rất là mạnh. Mà quý 4 là gì? Tháng 10, 11 và tháng 12. Mà bắt đầu ngay từ bây giờ luôn là chúng ta đang ở đầu của quý 4. Cái thứ hai nữa là chúng ta nhìn lại cái thống kê của S&P 500. Khi mà nó bắt đầu bước vào cái thời kỳ của tháng 10 thì trung bình á, return cho đến cuối tháng 9 á thì là từ 10 cho đến là 20%. Nhưng mà đặc biệt qua cái tháng 10 đó các anh chị, tính theo từng tháng thì cái return của tháng 10 á là hầu như có rất ít những cái giai đoạn mà tháng 10 nó bị red. 2013, 2017, 2019, 2021 đều là những cái năm tăng cả. Và bây giờ là 2023. Đó là một cái thống kê. Quý 4 thì đây là cái thành quả của quý 4 các anh chị, rất là tuyệt vời ha. Và một cái cuối cùng nữa đó là mình muốn chia sẻ với các anh chị cái dữ kiện mà S&P 500 performing trong cái giai đoạn của tháng 8, tháng 9, tháng 10 và tổng hợp cho tháng cho quý 4. 2011, 2015, 2022 và 2023 thì số liệu thống kê này đó các anh chị là đều đỏ vào tháng 8 và đặc biệt đỏ trong tháng 9. À, như tháng 9 là S&P 500 là down 4,2%. Nhưng mà qua tới tháng 10 các anh chị là từ 2001, 2011, 15, 22, 27 tới bây giờ là đều xanh hết. Và 2023 liệu rằng xác suất này có xảy ra hay không thì em nghĩ là rất cao các anh chị, rất cao. Thì đó là cái dự kiện mà nhóm muốn đem lại cho các anh chị. Và nếu mà các anh chị quan tâm đến các hoạt động live trading cùng với team với hàng loạt những cái lệnh giao dịch hàng ngày và sau đó đều được thống kê rất là kỹ thì anh chị hãy join cùng với cái Discord của nhóm, và đường link sẽ được bỏ vào trong phần bình luận của kênh cũng như là trên cái trang fanpage của Fire Trading khi mà chúng ta tham gia vào trong cái group Fire Trading trên Facebook. Và miễn phí nha các anh chị ha, để chúng ta nhận những cái hoạt động, những cái tin tức mới nhất về thị trường. Và đó có lẽ là cái nội dung cuối cùng cho buổi tối ngày hôm nay. Những anh chị nào mà chưa có được trả lời hay là còn thiếu sót thì các chị thông cảm. Và rất là cảm ơn các chị đã dành thời gian hơn một tiếng đồng hồ để xem cái series Money Watch và Sunday Talk số 170 của Fire Trading. Và rất là mong hẹn gặp lại các anh chị vào tuần kế tiếp với chủ đề Sunday Talk số 171. Một lần nữa cảm ơn rất là nhiều thời gian của quý anh chị, và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong cái series tiếp theo nhé. Xin chào.